Nếu bạn được sở hữu Pomni trong 24 giờ, bạn sẽ làm gì? Và các bạn có biết tại sao mình lại hỏi câu hỏi này không? Đó chính là vì tên Ken ngày hôm nay đang làm một cái gì đó mờ ám. Cuối cùng hôm nay mình cũng đã chờ thảo được một cái bộ điều khiển rồi. Bộ điều khiển này giúp mình thảo cũng tất cả tên trong cái rạp xiếc này. Các bạn có nghe chưa? Ý Ken là cái bộ điều khiển đó có thể điều khiển được tất cả những người trong rạp xiếc The Amazing Digital Circus. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cố gắng mình trộm lấy cái đó. Khi đó mình có thể điều khiển được Pomni và mình sẽ làm thử thách để cho các bạn xem nha. Rồi giờ ta đi nghiên cứu thêm mới được. Ui, tên Ken đã đi rồi các bạn ạ. Bây giờ là thời cơ cho mình sẽ đi lấy cái remote này cho. Ui, đây là một cái remote điều khiển tất cả mọi người trong rạp xiếc sao được rồi. Lấy nè. Bây giờ trên tay mình là bộ điều khiển nè các bạn ơi. Ai rồi. Tại sao mình lại lấy bộ điều khiển rồi? Bây giờ mình phải chạy ra, mình phải đi tìm Pomni các bạn ơi, nhanh lên nhanh lên. Nhưng mà bây giờ Pomni đang ở đâu vậy các bạn? Mình đang muốn tìm Pomni để có thể điều khiển Pomni theo thử thách ngày hôm nay nè. Không tôi đi. Mày tính tao đánh mày không á mày? Ui các bạn ơi, cái đó là giọng của Pomni mà. Ui cái gì? Ui Pomni đang ở ngoài kia kìa. Trời ơi, tên dắt đáng ghét đang đánh Pomni sao? Không được rồi, bây giờ mình phải giúp cho Pomni. Pomni ơi, qua hướng này nè, hướng này nè. Ui có chuyện gì với bạn vậy? Chắc đang bắt nạt tôi á, tôi sợ quá, giúp tôi với. Nhưng mà vậy sao bạn không đánh trả lại đi, sao bạn lại sợ? Thôi tôi nhát lắm, tôi không biết đánh ai hết trơn á, tôi sợ. Trời ơi các bạn ơi, Pomni hiện quá à, nhưng mà quên nữa, mình đang có cái remote để có thể điều khiển được Pomni mà. Được rồi, bây giờ mình sẽ điều khiển bạn ấy. Hi cha. Wow, mình đã vào chỗ nào rồi kìa các bạn ơi. Đây chính là bộ điều khiển trong người của Pomni các bạn à. Đây là những bộ máy có thể dẫn dắt Pomni làm những hành động ở ngoài đời đó các bạn ơi. Cái gì đây? Chế độ quậy phá, chế độ thông minh, chế độ tình yêu, chế độ cơ bắp và dấu chấm hỏi. Wow, ngày hôm nay tôi có thể cầm cái remote này mà tôi điều khiển được các thứ rồi. Nhưng mà mình thấy Pomni đang bị yếu đuối quá các bạn ơi, nên mình sẽ chọn cho Pomni gọi là chế độ cơ bắp nha. Hi cha. Ôi chị gì? Với cơ thể thì mình vậy, mình có cảm giác thì mình sắp có cơ bắp vậy ra. Có cái gì chạy giống người mình vậy? Ôi trời, mình đã có cơ bắp rồi, cơ thể mình đã trở nên đô con lên rồi nè. Cái gì vậy Pomni? Sao mày có cơ bắp bắp gì ghê vậy? Bây giờ tôi không sợ bạn nữa đâu, tôi đã mạnh lên rồi. Bây giờ bạn coi tôi trả đũa bạn này. Cái gì vậy? Sao tôi cầm ta lên vậy? Bây giờ đào quá, thả ta ra đây. Cái con kia. Wow, bây giờ mấy bạn để coi kìa. Trời ơi, công nhận là cái chế độ bên trong người của Pomni cũng khá là xịn sò luôn đó các bạn. Wow, bây giờ Pomni nó trở lại bình thường rồi kìa các bạn ơi. Con Pomni kìa. Ui, đó là tên Ken mà. Mày có thấy thằng sầu đuôi ở đâu không? Nó đeo ăn chắc cái đồ điều khiển của ta. Pomni đừng. Không được rồi, bây giờ mình phải điều khiển Pomni cái đó. Hi cha. Ok, bây giờ mình đã quay trở lại cái bộ điều khiển của Pomni rồi nè. Mình sẽ sử dụng cái mic nè, mình sẽ thay cái lời của Pomni và mình sẽ nói lại bên đây. Alo 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 alo. Alo. Tự nhiên mẹ lo ta chị về Pomni. Cái nè, hồi nãy tôi không thấy sầu riêng đâu, tôi nói lộn á. Cái nè, hồi nãy tôi không thấy sầu riêng đâu, tôi nói lộn á. Cái gì? Nãy mày nói có giờ mày nói có là sao vậy? Vậy thôi tao đi đây. Mày thật luôn đó, hên là mình nhanh trí, mình điều khiển Pomni nói những gì theo như mình. Không thôi lại cái tên Ken nó bắt mình rồi. À mà khoan đã, hồi nãy cái tên Ken đáng ghét đó, hắn ta còn định sở hữu cái remote này để thao túng nguyên cái gọi là The Amazing Digital Circus luôn. Nhưng mà bây giờ mình không cho hắn ta làm chuyện này. Bây giờ mình phải trả thù hắn ta các bạn ơi. Để coi ở đây có chế độ này cho hắn ta không ta. À đây rồi, chế độ quậy phá. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho tên này một bài học các bạn ơi. Rồi, chế độ quậy phá. Hi cha. Bây giờ mình sẽ quăng cái banh cái nè. Hi cha. Ôi mấy cái banh đang leo tới kìa. Ôi cái gì? Các bạn thấy gì chưa? Chế độ quậy phá nó có trên tác dụng rồi kìa. Tên Ken bây giờ đang điều khiển quả bóng cho các bạn ơi. Cái banh này quá. Công nhận là mình đang điều khiển Pomni vui thiệt luôn đó. Ủa, tự nhiên mình mới làm gì vậy ta? Không nhớ gì hết trơn à. Sao mà nhớ được chứ, tôi đang điều khiển bạn mà. Cái con Pomni này ở đây mày dám phá ta, tôi nhớ mày vô tù. Ken đã bắt Pomni vô tù chết rồi, mình lỡ hại Pomni rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình phải kết nối vào người của Pomni được. Hi cha. Vô đây. Ôi chết rồi mấy bạn ơi, tên Ken này đã bắt Pomni vào tù rồi kìa. Ủa tôi đâu làm gì đâu, trời ơi tôi đâu có làm cái gì mà ta bắt tôi. Người dám cho ta, người phải bị bắt vào tù, người sẽ không bao giờ thoát ra khỏi được cái tù cạm bẫy này của ta đâu. Nếu ở trong tù như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái chế độ, đó chính là chế độ thông minh. Bây giờ mình sẽ bấm cái nút này. Hi cha, để coi cái chế độ này kích hoạt như thế nào nha. Được rồi, bây giờ làm sao để thoát ra khỏi tù ta? Ui nó kia là quẹo trái. Ôi đúng rồi, quẹo trái chúng ta có một cái đường hầm. Ôi qua rồi, quẹo phải, quẹo trái, quẹo phải. Ôi qua rồi nè, ghê vậy trời. Đúng là chế độ thông minh của Pomni các bạn à. điều khiển cho bạn nhảy nha. Được rồi, nhảy nè, nhảy qua 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 nè, thấy chưa? Ôi, sao tự nhiên mình nhảy ghê vậy ta? Sao mà không định được mấy bạn? Tôi điều khiển mà, tôi bắt cua các thứ mà. Thôi được rồi, đi ra ngoài đó nào. Vậy là bây giờ Pomni có thể thoát khỏi tù rồi. Ê, thoát được rồi, may quá à. Ê, nhưng mà buồn quá đi à. Tại sao vậy Pomni? Có chuyện gì mà bạn lại buồn vậy? Tại vì tôi là một người rất là yêu thích chị Ragatha, nhưng mà tôi lại không có dám tỏ tình với chị ấy. Bạn muốn tỏ tình với Ragatha sao? Trời đất ơi, sao cái chuyện này kỳ lạ vậy? Lần đầu tiên tôi nghe luôn đó. Nhưng mà bây giờ làm sao để giúp cho Pomni đây các bạn ạ? À, ước gì mình có can đảm hơn trong tình yêu á. Không có can đảm sao? Được rồi, bây giờ mình sẽ điều khiển cho Pomni có thể có thêm can đảm nè các bạn ơi. Quay trở lại rồi đây. Bây giờ để coi coi chế độ nào phù hợp với Pomni đây các bạn à. Ôi, đây rồi, một chế độ khá là dễ thương cute luôn nè. Đó chính là chế độ tình yêu các bạn à. Được rồi, mình sẽ giúp cho Pomni hỉ cho. Ôi, tự nhiên mình lại cảm thấy cái người của mình không ổn, có vấn đề nữa rồi. Ôi ơi, tình yêu nó có cái gì đó chuyển động. Được rồi, bây giờ mình sẽ điều khiển Pomni đi tỏ tình nè. Ê, đi gặp Ragatha thôi. Ui, mình đã thấy Ragatha rồi kìa. Ragatha đây rồi, hello chị yêu. Hả? Có chuyện gì vậy Pomni? Mình nói sao giờ ta? Chết rồi, bây giờ Pomni không biết nói gì sao. Hay là để cho mình đi, mình sẽ giúp cho Pomni tỏ tình các bạn à. Được rồi, bây giờ mình sẽ nói vô mic nè. Chị Ragatha ơi, chị Ragatha ơi. Chị Ragatha ơi, chị Ragatha ơi. Em là Pomni dễ thương cute nè. Em là Pomni dễ thương cute nè. Ngày hôm nay em có chuyện muốn nói với chị. Hả? Có chuyện gì muốn nói với chị hả? Mà sao hôm nay nhìn em lạ quá vậy? Bây giờ em có chuyện này muốn nói với chị nè. Là em thích chị. Là em thích chị. Em cũng thích chị sao? Thiệt ra thì chị cũng thích em đó. Các bạn thấy gì chưa? Trời ơi, chị Ragatha gọi là cũng thích Pomni luôn. Vậy là hai người này đều có tình cảm với nhau rồi. Yeah, thôi vui quá à. Ê, để em đi chỗ này xíu nha. Trời, chị chờ em nha. Vậy là mình thành công rồi các bạn ơi. Công nhận là cái remote điều khiển này hay thiệt luôn đó mấy bạn à. Pomni, sao mày thét được nữa vậy? Lần này tao sẽ không để cho mày thét đâu. Hả? Tên Ken hắn ta lại quay lại rồi. Lần này tao sẽ phân hủy mày luôn. Ken đang cố gắng phân hủy Pomni sao? Tôi có biết gì đâu trời, đâu không được rồi. Bây giờ mình sẽ giúp cho Pomni hỉ cha. Nhưng mà nãy giờ mình đã sử dụng chế độ tình yêu, chế độ cơ bắp, chế độ thông minh và chế độ quậy phá rồi. Hình như là còn một cái nè, đó là chế độ dấu chấm hỏi. Nhưng mà cái này là cái gì vậy? Sao tự nhiên nó lại là dấu chấm hỏi ta? Mình cứ lít vào đại để coi như thế nào nha. Hỉ cha. Sao cơ thể của mình nó không như những lần trước nữa. Ây da, ây da. Đã trở thành hình dạng S. Ủa sao tự nhiên mình bấm vào đây rồi mình không thấy có chuyện gì xảy ra chơi vậy bạn? Ủa cái vậy? Ủa sao tự nhiên trong cái căn phòng này mấy cái hiệu ứng click gì ở đâu xuất hiện vậy các bạn? Ây da, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái đó là cái gì các bạn? Đừng nói với mình đây là hình dạng Pomni SE nha. Chế độ đó chính là chế độ tiềm ẩn. Nếu mà Pomni bật lên thì nó sẽ trở thành Pomni click SE như thế này sao? Ngươi là con quái vật gì vậy? Sao ngươi xuất hiện ở đây? Bây giờ nó đã có sức mạnh mới rồi. Ngươi đừng có học mà ra lệnh cho ta tới khi nè. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Đi cho. Ngươi bị cái gì vậy? Tên Ken chết mất tiêu luôn rồi. Ôi, bây giờ làm sao để ngăn cản lại Pomni đây? Vậy thì bây giờ ta có thể thống trị thế giới bằng sức mạnh này rồi. Ôi, cái gì vậy? Pomni đâu rồi? Mình đã chơi ngu rồi các bạn ơi. Bây giờ mình không thể nào ngăn cản được Pomni được nữa. Và video điều khiển Pomni ngày hôm nay đến đây cũng kết thúc rồi. Và một cái chuyện kinh khủng đã xảy ra là Pomni đã bật chế độ ESE mà mình đã không kiểm soát được. Thôi chắc là video sau mình phải tìm cách để ngăn cản Pomni. Còn bây giờ thì nếu các bạn yêu thích video này, các bạn có thể like và đăng ký cho mình nha. Cùng với lại bấm vào video gia đình của Pomni để coi những video về Pomni tập trước nha. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn nguyện tốt lành. See ya.